chào quý vị nha. Hôm nay mới mua được cái hộp lưỡi để mình làm lũa các mấy gốc cây á. Đó giờ mình chưa có làm nên chưa biết cái hộp lưỡi này mũi này như thế nào, mũi này, chứ lưỡi, mũi làm lũa. Đây là cái hình ảnh mà nó đăng trên mạng mình mua nha. Đây. Đó. Này bộ này thì mình mua là chỉ 40.000 mới phí nữa là thành 65.000 nha các bạn. 40 phí nữa thành 65. Thấy trên mạng hình ảnh là ngon quá mà giờ mình khui ra coi nè ha. Đây. Đây là cái bộ mũi của nó nè. Chưa sử dụng lần nào á. Cái bộ này là 40.000, phí nữa thành 65.000, có hộp chút xíu à. Mình cũng tiền phí 25.000. Ha. Đây là cái bộ mũi nè. Chút xíu à ha. Chưa được hai đo đốt tay nữa. Thì của nào tiền nào của đấy thôi. Giờ mình thử mình là làm thử mấy cái gốc cây này thử nha. Mình không có cái máy nhỏ, quất cái máy bự ha. Chứ đừng làm. Cái này nó khô nhiều quá, mình sẽ tiến hành mình đục trước rồi mình mới lũa lại nghe. Nó khô nhiều quá, nhiêu đó giờ chưa có làm. Chờ xíu đi. Rồi, giờ mình sẽ đục cái này trước đi. Cái này khô quá trời luôn rồi. Mày thử lá rồi mà. Thêm thôi.
mài thì nó cũng láng láng này chỗ này ha. Nay giờ rồi có bộ mũi nha, từ lát mình sẽ mài luôn nó chỗ mấy cái chỗ này, nó lúc trước mình không có lũa xuống cái nó khô, nó ăn sâu xuống ha, cái khúc trên nè cây mà mình nó mọc hai bên cái nó sâu như thế này xấu luôn rồi. Giờ lát mình mới mài một bên nữa cho nó, rồi mình dán tích keo lại cho nó láng lại. Rồi hôm nay thử mua bộ mũi về làm lũa thử cho quý vị cùng xem thôi. Và đây là cái kết quả mà mình làm cái bộ lũa của cái cây này đó nè, bộ khoan lũa 40 ngàn thì mình đã làm được như thế này. Vì cái này mình làm từ sáng đến chiều, sáng mình bôi keo, chiều mình mới sơn, nó hơi lâu nên mình bỏ qua. Nay mình quay cái thành phẩm này thôi, qua bữa sau mình mới làm cái thành phẩm cho quý vị xem. Và cái màu sơn như thế này, quý vị nào muốn biết màu sơn thì mình, cái này mình làm lũa nè, mình đã thử nhiều cái mũi rồi thì nó hơi lâu nên mình bỏ qua, bây giờ mình mới cho coi kết quả. Cái màu sơn ha, sơn cũng mình tự pha nha. Đầu tiên thì mình lũa xong cái mình mài cho nó láng hết đây rồi cái mình ấy nha, bôi keo liền da trước, nó khô bắt đầu mình sơn màu. Cái này mình hai màu các vị, một màu là màu đỏ chống xét á và một màu đen, thì mình sơn màu đỏ chống xét lên trước rồi mình sơn màu đen lên, chỗ nào mình muốn màu nâu thì mình sơn màu đen lên để nó sẽ ra cái màu vậy đó. Đây là những cái mà mình lấy cái mũi mình làm nó hơi lâu nên mình bỏ qua, giờ mình làm cho thành phẩm đó, đó. Ở trên đây cũng vậy nè, mình đã khoét một cái đường cho nó xuống ha. Nó đợt trước nó đọng nước nó khô hết, bây giờ mình làm vậy nó cứng cáp ha. Dù ai có cây nào mình cần ấy cái mình khoét cái đường. Đây là cái đường nó xuống cho nước nó chảy và nó khô. Thì đó mình làm. Rồi đó là cái thành phẩm mà mình và mình cách mình sơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Xem mà thấy thú vị hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.